Hỏi, theo một số người thì thiền minh sát Vipassana là một phương pháp thiền đặc biệt của hệ phái Nguyên Thủy. Theo một số khác thì đó là một dòng thiền độc lập. Thưa, theo ý thiền sư thì như thế nào? Ngôn Kha đáp, đó là một dòng thiền nhưng không liên quan đến một hệ phái nào. Theo tôi, Đức Phật chẳng bao giờ thiết lập ra các tông phái. Khi tôi bái kiến Ngài Shagagi Ubakhin, thầy tôi, Ngài chỉ hỏi tôi vài điều. Ngài hỏi, là một người Ấn Độ có danh phận, tôi có phản đối việc giữ giới Sila không? Làm sao tôi lại phản đối việc giữ gìn đạo đức, giới luật chứ? Nhưng làm sao giữ được giới luật khi tâm ta không ổn định? Ngài bảo, ta sẽ dạy cho con thực hành giữ giới với tâm bình ổn. Ta sẽ dạy con thiền định, Samadhi, đồng ý không? Làm sao có thể không chấp nhận thiền định? Rồi sư phụ tôi tiếp, nhưng chỉ đơn thuần được định cũng không ích lợi gì. Định chỉ có thể thanh lọc tâm con ở bề nổi, sâu thẳm bên trong còn có những điều phức tạp hơn, có những thói quen hành động mà thiền định không thể phá vỡ. Ta sẽ dạy cho con Prana, trí tuệ, giúp con đi sâu hơn vào tâm thức, cội nguồn, nơi phát sinh của những ô uế bất thiện, rồi nhân rộng, tích lũy chúng, để ta phải ra sức tiêu trừ. Do đó, khi sư phụ bảo tôi, ta sẽ dạy cho con chỉ ba điều, giới, định và tuệ, và không có gì hơn thế nữa, tôi hoàn toàn bị thuyết phục. Tôi trả lời, xin Ngài, hãy cho con được thử. Cố Đại Lão Thiền Sư Gôn Kha.